Xin chào quý các bạn chị. Xin chào các bạn. Hôm nay Lâm vừa tìm ra một cây thuốc chủ trị về bệnh xương khớp rất là tốt. Có thể khẳng định rằng cây thuốc này là một trong những cây thuốc có 102 để giúp cho bà con mình điều trị các bệnh về gân, về khớp. Cụ thể thì cây thuốc này nó có tác dụng đối với những người mà đau nhức xương khớp. Nhưng mà hay hơn á, thì những người có bệnh về gân, ví dụ như bà con mình trong các quá trình lao động mà bị đứt gân. Bây giờ chúng ta đã nối gân lại rồi, nhưng sau một thời gian thì gân của bà con vẫn đau. Cái này điều trị được. Có một trường hợp mà bị tai biến, yếu một bên người, Lâm đã hướng dẫn cho sử dụng cây này. Sau một thời gian thì gần như là bình phục 100%. Đây là một tin vui mà Lâm muốn công bố đến cho tất cả quý khán giả của kênh Phan Lâm Vlog được biết. Hôm nay Lâm tiến hành ghi hình cũng như chia sẻ cho bà con mình cách dùng về cái loại dược liệu này. Rồi, ngoài việc điều trị đau nhức xương khớp thì đây cũng là một loại cây đặc trị các vết thương ở ngoài da, cũng như là bà con mình bị mẩn ngứa ngoài da. Thì cây này gần như là một loại cây hàng đầu trong các cái bệnh này. Về nghiên cứu của khoa học thì cây này điều trị được rất là nhiều bệnh. Nhưng mà trong một cái video ngắn gọn như thế này thì Lâm không thể chia sẻ cho bà con mình tất cả các bài thuốc được. Vậy thì hôm nay chúng ta có 3 bài thuốc. 1. Điều trị mẩn ngứa ngoài da. 2. Điều trị các vết thương ở ngoài da. Thứ 3 là chúng ta điều trị đau nhức xương khớp. Và một số trường hợp đặc biệt á, ví dụ như đau gân hoặc là bị tai biến yếu một bên người thì bà con mình cũng dùng cây này. Lâm xin bật mí ở đây thì loại cây này bà con mình sử dụng thì nó sẽ kích thích tiêu hóa, có nghĩa là kích thích bà con mình thèm ăn. Ai mà có cái triệu chứng chán ăn thì có thể dùng cây này. Rồi, ngay bây giờ thì Lâm xin mời quý bác anh chị và các bạn mình cùng nhận diện dược liệu với Lâm ha. Đây là một loại cây Lâm muốn chia sẻ tác dụng tuyệt vời của nó đối với bà con mình. Rồi, bây giờ chúng ta tiến lại gần. Bà con mình đừng để ý đến anh này. Anh này thì tác dụng rất là hay. Lâm đã chia sẻ cho bà con mình nhiều tác dụng của loại dây này. Loại dây này chính là dây tơ hồng xanh. Đó. Bà con mình thường là dùng cái phần dây này, đúng không? Vừa rồi thì Lâm đã chia sẻ cho bà con mình dùng hạt của nó, có nghĩa là thỏ ti tử kết hợp với củ quả xước. Đây là một trong những bài thuốc mà trị về xương khớp cực kỳ hay luôn. Đó. Vậy thì chúng ta đã biết tác dụng của nó rồi, chúng ta không cần để ý tới nó nữa. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay chính là cây này. Đây, trái của nó. Đây, bà con mình quan sát kỹ ha. Rồi, phần lá của nó bà con mình cũng cần phải chú ý thật là kỹ. Đây, lá non của nó nè bà con. Đó. Thân cây của nó. Rồi, đây là lá già của nó. Đấy. Đây là cái chùm trái của nó. Nó chưa có chín đâu bà con. Hả? Có một số trái thì nó vừa già thôi. Nhưng mà có một điều Lâm muốn bà con mình để ý thật là kỹ. Đó là cây này, lá của nó đều có 3 lá từ một cái cuốn lá như thế này. Bà con mình quan sát kỹ chưa? Bất kỳ cái lá nào thì nó cũng như thế. Đây, có 3 lá trên một cuốn lá. Đây, lá non của nó. Rồi, cây này nó có tên gọi là cây ba chạc. Người ta còn gọi nó với nhiều tên khác nữa, ví dụ như là cây bí bái, cây dầu dầu, nhiều tên gọi lắm bà con. Nhưng mà về phần này thì bà con mình không cần phải lo ha. Lâm sẽ để tất cả các tên thường gọi cũng như là tên khoa học của nó, họ của nó trên màn hình để cho bà con mình tiện tra cứu. Đây, đây là hoa của nó nè bà con. Đó, hoa của nó. Bà con mình nhìn thấy rất rõ đúng không ạ?
bất kể cái lá nào nó cũng có 3 chiếc lá trên một cái cuốn lá đó. Cho nên cái tên thường gọi của nó chính là cây ba chạc. Rồi, vậy thì bộ phận sử dụng của cây ba chạc này, nó sẽ sử dụng toàn bộ luôn phần lá của nó nè, rồi phần thân cây của nó nè, kể cả cái phần rễ của nó, bà con mình đều sử dụng được. Riêng nếu như bà con mình muốn dùng cái loại cây này để phơi khô, thì cái phần thân của nó, chính là cái phần cành của nó và cái phần rễ của nó, thì bà con mình có thể thu hoạch giặt mỏng phơi khô, phơi ngoài nắng to luôn. Khi nào nó thật là khô thì bà con mình có thể bảo quản trong túi ni lông để chúng ta sử dụng dần. Còn riêng cái phần lá này, khi bà con mình muốn phơi khô thì chúng ta chỉ phơi âm can, có nghĩa là phơi trong bóng cây đó. Trong lá này chứa rất là nhiều tinh dầu, nếu như bà con mình phơi ngoài nắng to thì nó sẽ làm mất đi cái dược tính của lá. Cụ thể về dược tính thì Lâm có thể chia sẻ với bà con mình theo liều lượng dùng như sau. Vậy thì cái phần thân là dược tính cao nhất, chúng ta dùng tối đa chỉ 12 gram thôi đó. Tiếp theo là đối với phần lá này, đó là bà con mình sẽ sử dụng tối đa là 15 gram đấy. Rồi, còn cái phần rễ của cây ba chạc này, bà con mình có thể sử dụng tối đa là 30 gram. Nói về liều lượng như thế để cho bà con mình biết rằng dược tính ở trong thân nhiều hơn trên lá lại nhiều hơn ở dưới rễ. Một điều tổng quan như thế thì Lâm nghĩ bà con mình sẽ rất là dễ nhớ, đúng không ạ? Rồi, nếu như ai bị đau nhức xương khớp, bà con mình chỉ cần dùng một loại cây này thôi thì cũng đã giúp cho bà con mình trị khỏi đau nhức xương khớp rồi. Thì về liều lượng vừa rồi Lâm đã công bố, bà con mình có thể dùng lá là 15 gram, hoặc thân là 12 gram, rễ là 30 gram. Đó là liều lượng tối đa. Vậy thì khi sử dụng một loại dược liệu mới nào đó, bà con mình nên sử dụng dược liệu ở liều lượng thấp trước, sau đó chúng ta tăng dần liều lượng lên. Đấy. Liều lượng vừa rồi là liều lượng tối đa cho cách dùng cây ba chạc này. Đối với cây ba chạc này, Lâm nghĩ bà con không cần phải phối hợp với bất kỳ dược liệu nào. Bà con mình chỉ cần sử dụng một mình dược liệu ba chạc này thôi thì nó cũng đã đủ giúp cho bà con mình trị hết đau nhức xương khớp rồi. Bởi vì sao mà Lâm tự tin nói như thế ạ? Bởi vì Lâm đã có một bệnh nhân bị tai biến, bị yếu hẳn một bên người. Lâm đã hướng dẫn sử dụng cái thân của cây ba chạc này đúng liều lượng, đó là 12 gram. Trường hợp này thì Lâm gia thêm 3 gram nữa, đó là 15 gram. Sử dụng sau một thời gian ngắn thôi, đâu đó khoảng từ 15 đến 20 ngày thôi, thì bệnh tình của người này đã được tiến triển một cách rất tốt rồi. Đấy. Cho nên hôm nay Lâm tiến hành quay lại hình ảnh rõ ràng của cây ba chạc để Lâm chia sẻ cho bà con. Lâm biết bà con mình bị đau nhức xương khớp thì rất là khó khăn. Vậy thì nếu như bà con tìm được cái cây ba chạc này, đó chính là một loại cây sẽ giúp cho bà con mình điều trị tất cả các chứng về đau nhức xương khớp, kể cả những người mà bị đau ở gân. Đó, như Lâm vừa trình bày á, có một số bệnh nhân hỏi Lâm rằng trong cái quá trình lao động em lỡ bị tai nạn đứt gân, bây giờ nối gân lại, nhưng mà sau khi dùng thuốc nhiều tháng rồi, có nghĩa là dùng kháng sinh đó bà con, mà bây giờ gân em vẫn đau, vậy thì anh cho em một cái bài thuốc để trị về đau gân, đúng không? Cây này, bạn cứ đi tìm cây này, bạn dùng. Bạn dùng trong vòng 10 đến 15 ngày thì bệnh của bạn sẽ giảm. Bạn dùng kiên trì giúp Lâm nha. Cây này chủ trị về gân xương, rất là hay. Đó. Vậy thì bà con mình khi đăng ký kênh của Lâm, miễn phí. Bà con mình xem video của Lâm, miễn phí. Nhưng bà con có được những cái bài thuốc quý như thế này, Lâm rất mong muốn bà con mình sẽ khỏi bệnh bằng những cái dược liệu như thế này. Như Lâm cũng đã chia sẻ, bà con mình có thể dùng cây này cho những người chán ăn, những người không thèm ăn. Sử dụng đơn giản nhất thì bà con hai lá của nó. Đây. Bà con mình phơi âm can, nếu như khô thì là tối đa 15 gram. Bà con mình sắc với 2 lít nước, bà con mình dùng.
Bà con mình dùng như thế này á, nó sẽ kích thích cái việc mà thèm ăn, có nghĩa là không còn chán ăn nữa. Nhưng mà đây cũng là một cái bài thuốc trị bệnh đau nhức xương khớp cho bà con mình. Rồi, tiếp theo. Những người nào mà bị mẩn ngứa ở ngoài da, đúng không? Không biết nguyên nhân vì sao, thì bà con mình hái cho Lâm á, những cái lá non như thế này. Ngọn non cũng được, lá già cũng được. Đây, hái ngọn non không thì làm gì có, đúng không bà con? Đó, hái cả những cái cành nhỏ này cũng được. Đó, liều lượng khoảng từ 5-70g đến 100g. Chúng ta về rửa thật là sạch đi, cho vào trong một cái nồi nước to, bà con đổ vào 5 lít nước. Chúng ta bắt đầu bật bếp để đun. Khi nào nước nó sôi, bà con mình hạ nhỏ lửa lại. Rồi, tiếp theo bà con mình đun lửa nhỏ nhỏ thôi. Khoảng từ 25 đến 30 phút sau, bà con mình có được một cái bài thuốc để tắm trị mẩn ngứa ngoài da. Tắm một lần, hết liền. Khi bà con mình bị các vết thương ở ngoài da, thứ nhất, nếu như bà con mình cần cầm máu, thì bà con mình hãy dùng những cái lá như này. Bà con mình rửa sạch và chúng ta giả nhuyễn đắp vào, như thế sẽ cầm máu. Nhưng nếu như muốn cho cái vết thương của chúng ta nó chống nhiễm khuẩn, có nghĩa là không bị nhiễm trùng, rồi nó mau lành, kích thích da non, nó mau lành vết thương, thì bà con mình dùng cho Lâm á, 2 phần lá ba chạc này kết hợp với 1 phần lá của cây cỏ nho nòi, có nghĩa là cây cỏ mực á. Bà con mình rửa sạch, giả nhuyễn đắp vào. Mỗi một ngày thay thuốc một lần, không quá 3 ngày đâu, vết thương của bà con mình sẽ tiến triển một cách cực kỳ nhanh. Còn về hình thức của cây này á, thì Lâm xin mời quý bác anh chị và các bạn mình cùng xem lại một lần nữa ha. Lúc nào cũng như thế, 3 chiếc lá mọc trên một cái cuốn lá. Đây là trái của nó. Đó, bà con mình thấy cái chùm trái của nó rất rõ đúng không ạ? Rồi, cây này phòng được viêm não nữa đó bà con. Đó, một cây thuốc tốt như thế này á, thì Lâm nghĩ bà con mình nên nhớ thật là kỹ. Nên nhớ thật là kỹ ha. Rồi, đây. Đến đây thì Lâm nghĩ bà con mình đã có được những hình ảnh chi tiết nhất về cây ba chạc này rồi. Nếu như bà con mình bị bệnh đau nhức xương khớp, Lâm khuyên bà con nên tìm cây này để điều trị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cách dùng đơn giản, bởi vì tính hiệu quả của nó. Rồi, đến đây thì Lâm xin cảm ơn quý bác anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Lâm. Lâm xin kính chúc sức khỏe. Lâm mong rằng bà con mình sẽ luôn luôn mạnh khỏe nè, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, đến đây thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.